Xin chào! Vài ngày trở lại đây, cuộc tình tay ba giữa Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan khiến cả thế giới phải nín thở theo dõi. Bởi nếu bây giờ Trung Quốc và Mỹ mà chọn nhau thì chỉ có một từ có thể diễn tả được, đó là toang. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng phân tích nếu hai cường quốc mạnh nhất mà đánh nhau thì thế giới sẽ đi về đâu các bạn nhé. Đầu tiên, chúng ta cần xác định cuộc chiến nằm ở mức độ nào. Một số người lo sợ rằng chẳng may một ngày nào đó Mỹ hay Trung Quốc hứng chí lên bấm vào cái nút phóng tên lửa hạt nhân thì thế giới sẽ tan nát. Trên thực tế, khả năng xảy ra chiến tranh vũ khí hạt nhân là rất ít. Đến đây thì các bạn sẽ lại thắc mắc, vũ khí hạt nhân là xịn sò nhất, sức công phá cũng mạnh nhất. Vậy thì tại sao hai cường quốc lại không ưu tiên sử dụng loại vũ khí này? Câu trả lời đó là chỉ cần một nước dùng vũ khí hạt nhân với quốc gia còn lại thì rất có thể chỉ vài phút sau, người dân của nước này sẽ thấy mặt trời hôm nay sao sáng quá. Thật ra, đó không phải là ánh sáng của mặt trời, mà là ánh sáng của vụ nổ bom hạt nhân khi bị đáp trả lại. Chưa kể, nếu hai cường quốc đã mang hàng ra chơi, thì những quốc gia có vũ khí hạt nhân cũng sẽ mang ra để khè đối thủ lâu nay. Chẳng hạn như cái Anh, Triều Tiên, bấy lâu nay đang chướng mắt với Mỹ, thì lúc đó cũng ăn hồi, ship tặng vài quả. Nói chung, vì Mỹ và Trung Quốc đều sở hữu vũ khí hạt nhân, và hiểu hậu quả của việc đưa bom hạt nhân vào cuộc chiến nên họ sẽ không dám tùy tiện sử dụng nó trong bất kỳ trường hợp nào. Thứ hai, nếu Mỹ đối đầu trực diện và chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra thì sẽ ra sao? Ngay từ khi chiến tranh thế giới thứ ba khởi mào, thế giới sẽ chia thành hai cực như cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Và với một cuộc chiến tranh có quy mô mang tính chất toàn cầu như vậy thì hậu quả là không thể tính được. Sẽ có tới hàng trăm triệu người chết và cả tỷ người sống trong cảnh nghèo đói. Chưa kể là với số vũ khí tối tân của các quốc gia trên thế giới thì sau khi chiến tranh thế giới thứ ba kết thúc, người ta sẽ mất hàng chục năm, thậm chí là cả trăm năm để có thể khôi phục lại cơ sở hạ tầng như hiện tại. Thứ ba là về kinh tế. Liệu khi Trung Quốc và Mỹ lật mặt nhau, kinh tế có bị ảnh hưởng nặng nề hay không? Chúng ta đều đã biết, Trung Quốc là một trong những chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Theo báo cáo mới nhất do Bộ Tài chính Mỹ công bố vào ngày 18 tháng 7, thì tính đến hết tháng 5, đất nước này còn nợ Trung Quốc 980 tỷ USD. Lâu nay vẫn còn qua lại thì nợ vẫn trả đều đặn, còn khi đã không nhìn mặt nhau thì tất nhiên là Mỹ sẽ xù nợ ngay và luôn. Ngay từ khi Trung Quốc trở thành kẻ thù, Mỹ sẽ quay xe thoái thác khoản nợ của quốc gia này. Điều này ngay lập tức khiến thị trường tài chính của Trung Quốc chao đảo. Sau đó, Mỹ sẽ thuyết phục các đồng minh áp đặt một số lệnh cấm vận kinh tế lên Trung Quốc. Tất nhiên, châu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết. Những lệnh cấm vận mà Mỹ áp đặt vào Trung Quốc sẽ khiến những quốc gia giao thương nhiều với Trung Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề. Và Việt Nam cũng không nằm ngoài danh sách khi mà Trung Quốc là một trong những đối tác kinh tế lớn nhất của chúng ta. Về phía Mỹ, kinh tế nước này cũng được phen lao đao. Trung Quốc được biết đến là công xưởng của thế giới. Nhưng khi chiến tranh Mỹ-Trung xảy ra, những ông lớn của Mỹ sẽ phải rời bỏ Trung Quốc và tìm nơi khác để gia công sản phẩm. Vấn đề là đi đến nơi khác thì tiền công nhân và chi phí sản xuất đều sẽ tăng. Hệ quả là lâu nay, một bề thận có thể mua được một chiếc iPhone 13 Pro Max thì lúc ấy người ta phải cắt cả hai bên mới đủ để sở hữu một chiếc điện thoại này. Ngoài ra, mất đi một trong những nơi cung cấp nguồn hàng vừa rẻ vừa đa dạng sẽ khiến nhiều mặt hàng tại Mỹ tăng giá, lạm phát bị đẩy lên đỉnh điểm. Thế nhưng, có những thứ giúp ngân sách Mỹ tăng mạnh, đó là bán vũ khí. Chiến tranh Mỹ-Trung sẽ đẩy thế giới đến bờ vực chiến tranh rộng. Lúc này, các quốc gia đều chạy đua vũ trang để chuẩn bị tham chiến. Mỹ lại là nước xuất khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới, chiếm đến 37%. Do đó, khi có chiến tranh, quốc gia này cũng sẽ nhận về rất nhiều đơn hàng sản xuất. Đó là về khía cạnh kinh tế. Còn các mặt khác thì sao? Thông thường, giữa hai cường quốc số 1 và số 2 thế giới thì một cuộc chiến sẽ giúp họ xác định ai mới là nhà lãnh đạo thế giới trên phạm vi toàn cầu. Việc Trung Quốc và Mỹ chọn nhau sẽ trực tiếp thiết lập vai trò lãnh đạo của hai nước. Trong cuộc chiến này, nếu Mỹ thắng thì giữ được ngai vàng, còn nếu Mỹ thua thì Trung Quốc sẽ chính thức được thế giới công nhận là siêu cường vượt mặt Mỹ. Như vậy là chúng ta vừa phân tích về những khả năng xảy ra nếu mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc không còn lối thoát. Bất kể như thế nào thì những hệ quả mà chiến tranh này mang lại là vô cùng khủng khiếp. Hy vọng trước khi bắt đầu một cuộc chiến, người ta có thể nghĩ đến những hậu quả mà chính người dân vô tội của đất nước họ phải gánh chịu.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.